Rồi, hello, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với công ty máy may Chí Hải nha. Hôm nay bên em tiếp tục review cho mọi người xem một cái dòng máy may một kim cơ ha. Đời máy của nó là DDNL8001E ha. Đó, máy đã qua sử dụng, còn mới 90%. Máy sơn zin ha. Thì để em test máy cho mọi người xem ha. Rồi, anh test máy nha. May được tất cả các loại quải ha, hàng khung, hàng zin đồ đầy đủ ha. Anh chị em mình có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại em là 0939843160 gặp em Hải ha. Bên em hiện tại giờ đang bán với giá là 4 triệu một bộ, bao phí ship toàn quốc ha. Anh chị em mình có nhu cầu thì liên hệ ha. Đây, máy Nhật chính hãng thì nó có chữ khắc chữ chìm ở phía sau lưng của máy ha. Đó, máy chìm, chữ chìm Yuki đó. Hàng chính hãng của Nhật. Máy may rất là êm ha, đường kim mũi chỉ rất là sắc nét ha. Rồi, máy chạy ga không đứt chỉ, không bỏ mũi ha. Rồi. Đó. Máy còn sơn zin hết ha. Mới 90%. Hàng chính hãng của Nhật thì nó có cái chữ chữ chìm Yuki ở đây ha. Hai chữ chìm Yuki và kế bên thì nó có chữ là B-1 ha, số series kế bên đó. Anh chị em mình nhớ chú ý ha, ký hiệu của con ốc nè, nó có là Yuki nè, ký hiệu Yuki đó. Máy còn rất là mới ha, bên trong của máy nè, bên trong của máy là mới hơn 90% ha, còn bên ngoài thì mình nhìn nó khoảng 90% đó. Máy này thì bên em đang bán 4 triệu một bộ ha, anh chị em mình có nhu cầu liên hệ ha. Chân bàn motor đây, máy rất là đẹp. Anh né 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 ra, tổng thể bộ máy ha, rất là đẹp. Đời mới nhất của máy cơ là đời mới nhất của Yuki là 81E ha. Đó. Máy đã qua sử dụng. Rồi, anh, em xin kết thúc video tại đây. Cuối video thì em xin kính chúc quý cô chú anh chị mình có một ngày làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân ha. Vậy em xin kết thúc ạ.